Trời Sài Gòn nóng như đổ lửa, ai cũng trân quý thời gian của mình. Hối hả, tất bật ngược xuôi là những từ mô tả ngắn gọn nhất về sự bon chen nơi thành thị này. Một ông lão yếu ớt cố gắng đẩy chiếc xe xích lô chở lỉnh khỉnh đồ đạc, vất vả ra hiệu xin đường những người xung quanh, dù ông đang đi đúng phần đường của mình. Có lẽ người đi đường đều nhìn ông lão này bằng tất cả thái độ trách móc, dè biểu khi mang phát đồ đạc vượt qua sự cho phép của một chiếc xích lô. Mấy ai muốn dành sự quan tâm của mình đến ông. Thế mà thật xót xa khi chúng tôi biết được lý do mà ông cụ phải liên tục giơ tay cầu xin. Ông lão năm nay gần 70 tuổi, cách đây 2 tháng, ông được bác sĩ chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn 3. Ông không nói được nữa. Theo tìm hiểu, ông cụ sống một mình trên vỉa hè đối diện bệnh viện Chợ Rẫy. Mỗi ngày ông phải đi nhặt cây gỗ, ve chai, phế liệu, bán được vài đồng, ông lấy đó để mua thuốc cầm cự qua ngày. Hỏi đến tên, ông cụ chỉ cười. Ông không biết tên ông được ghép từ những chữ gì và ghép như thế nào. Có lẽ nụ cười ấy là nụ cười khắc khổ nhất mà chúng tôi từng biết. Mọi dấu hiệu, cử chỉ tay trên đường đi là ông đang cố ra hiệu với mọi người. Ông thỉnh cầu và xin đường để được thông cảm. Tay chân rạn nứt, quần áo cũ kỹ, da sạm màu nắng cháy. Ông cụ nhiệt tình miêu tả đoạn đường mỗi ngày ông đẩy bộ từ chợ Bà Chiểu về bệnh viện Chợ Rẫy. Sợ phiền nên ông cứ tả đôi ba lần, lại gật đầu tạm biệt và quay đi. Cái quay lưng ấy có lẽ là sự hổ thẹn của một kiếp người cơ cực, khốn khổ nhất trong xã hội. Một ông cụ ung thư vòm họng giai đoạn cuối phải mất vài giờ mỗi ngày chỉ để đi bộ cùng chiếc xe xích lô cũ chở phế liệu nặng hàng chục ký, không nói, không đòi hỏi. Đến khoảng thời gian sức khỏe cần phải được giữ gìn và chú tâm nhất, thì ông lại cố gắng lao động bằng sức lực tay chân của mình. Cuộc sống nhân sinh chính là như vậy. Trải qua thời gian trưởng thành, mỗi người đều phải tự vật lộn tìm cho mình một lý tưởng riêng. Bạn có thể đi xuôi dòng hoặc ngược dòng, nhưng tuyệt nhiên, con đường bạn đi sẽ chẳng bao giờ là bằng phẳng và thoải mái cả. Người ta nói đường rộng thênh thang là đường dẫn đến một ngã cụt, vì cụt nên chẳng ai đi. Còn khi đi đường có nhiều người, bạn sẽ tranh giành hoặc nổi bật hơn. Một là phải thật giỏi, còn không, bạn phải thật tử tế. Những người đặc biệt, họ tự tìm đường đi cho chính mình. Đường có thể nhỏ, chật hẹp hay thậm chí rất nguy hiểm, nhưng nếu vượt qua, họ sẽ là ngôi sao sáng nhất và tinh tú nhất. Khi chúng ta mệt mỏi vì những điều tưởng chừng có thể thỏa hiệp và dễ giải quyết, thì chúng ta lại lấy đó làm cớ để nghỉ ngơi. Trong khi đó, sự mệt mỏi chỉ là một trạng thái đến từ ý thức. Hãy nhìn ông cụ này bằng tất cả sự hiền lành và tha thứ của bạn. Hãy thử nghĩ, nếu ông ấy dừng lại việc đẩy xe phế liệu như thường nhật để tìm miếng cơm manh áo, thì liệu ngày mai ông có còn cơ hội sống không? Trong khi đó, mỗi người chúng ta lại bỏ đi quá nhiều cơ hội cho bản thân bằng những giờ rong ruổi, sống và làm việc bằng cảm xúc. Người nghèo họ không sống bằng cảm xúc, mà họ sống bằng sức lực, tâm huyết và chút ít may mắn còn lại của cuộc đời. Nếu bạn than vãn vì hôm nay quá mệt mỏi, sao cứ liên tục gặp rắc rối? Hãy nghĩ cuộc đời mỗi chúng ta cũng giống như việc đi xe đạp vậy. Khi bạn ngừng đạp, xe sẽ đổ. Nếu muốn giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục đạp xe và tiến đến vạch đích. Đừng sống vì nhu cầu, hãy sống vì mục đích.